他们刚刚被压住了，我当时还没有让他们撤。撤了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 。em mới lên cửa hàng ở Hà Nội của mình, nhưng mà mình thì gửi máy về quê rồi, thế là máy lại đấy, thế là lại em lại khi từ Hà Nội về quê mình đấy, mình thôi khách hàng đặc biệt yêu quý là mình một tuổi cho em ý, hai tờ đỏ nhá, cùng hai tờ đỏ cảm ơn em, nhưng mà rất là nhiệt tình, tin tưởng anh khi thế là phải 120 cây đấy, cảm ơn em nhá, bây giờ đi đường thì đi cẩn thận nhá.